làm được đi đánh cá để cải thiện thôi. Ra đồng đánh cá. Nào mọi người cùng anh em tôi xuống dưới đồng nhá, để bắt đầu đi thả lưới đây mọi người ạ. Thả lưới để bắt cá để cải thiện nhá. Hôm qua trẻ con ăn tất, hôm qua trẻ con bắt gì hôm qua. Chắc có thể con cá to chưa? Rất nhiều cá bà con ạ. Thấy mắt nhìn nha. Đây lại đi dẫm, dẫm một phát là dẫm hai cá liền. Chùi chùi đen ngon lắm. Đi ăn dặm nó khác là chỉ bây giờ nó đánh hết chân đầu hết kèm hồi chân. Con trôi này, chú béo quá này. Hiu hiu ngon thế. Mặt như nhau. Đừng có chạy vào. Con này có chùi, con này rất nhiều chùi kìa. Có chùi này, con chùi to. Dẫm phát một hố một con, dẫm phát hố con nữa sợ sợ đi cái xước luôn cái chân người tìm cái vây của này cá mắt như nhạc. Chúng ta có đây nhiều quá nhiều luôn chứ không biết nó từ đâu vượt đây nhiều. Phương Ngã gọi để biết đang quay phim. Ồ, quá nhé. Ồ, thế rồi. Vì thế rồi. Thu luôn thôi. Tình yêu có bơ thì phải đến okay. 5 giờ sáng ăn rồi. Nếu mà cua rộng rộng nó còn cái cá trôi này nó còn nhiều nước không ạ? Cái loại này rắn giòn ngon đấy.